Kênh Nhật Đất Hòa Hiệp xin kính chào quý vị. Cùng Văn Trung quay và khảo sát một căn nhà có diện tích là chiều ngang là 6m nha quý vị. Rồi. Thì cái căn nhà mình ở đây, phía này nha quý vị, chiều ngang 6m và chiều sâu được 30m nha. Đây hiện tại là khu xã Hòa Hiệp, lên trên này mình phía này có con đường đá 9m này quý vị, điện này. Dân cư đông khá đông ha. Thì đằng phía đằng sau chợ, cách chợ khoảng tầm 500m nha quý vị. Cái đây là giấy biên nhận chính chủ. Thì được chào bán mức giá là 340 triệu. Bao ra sổ cho quý vị luôn nha. Quý anh chị nào mua thì mình có thể đặt cọc theo hình thức mình đặt cọc một nửa tiền, thì sau ra sổ công chứng rồi sẽ chồng đủ tiền ha. Đây thuận tiện cho cái tài chính nhỏ lẻ để mua nhà ở này. Nhà này cũng khá là lớn. Quý vị mua mình có thể sơn sửa lại ok luôn ha. Rồi, quý anh chị nào mua lô đất của căn nhà này thì liên hệ cho Văn Trung ngay nhé. Số điện thoại 0786596778. Còn đâu mà rẻ hơn nữa quý vị ha. Cái con đường này là đường mình thông về đây, là phía này mình về trong Bình Châu nha quý vị. Đường thông về Bình Châu. Khu dân cư này khá đông. Thuận tiện cho quý vị mua để ở tài chính nhỏ lẻ rất là ok. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.